đồng hành cùng Thiếu Niên Maui nha. Về đồ họa, Thiếu Niên Maui chắc chắn sẽ không làm các tướng quân thất vọng đâu. Cùng điểm xem các YouTuber đang nói gì về đồ họa của Thiếu Niên Maui một lần nữa nhé. Đấy, anh em thấy không? Chúng ta là hợp cái hợp kích mới là cái điểm nhấn của game này đúng không? Thì đây là bộ hợp kích của tôi chỉ dùng hợp kích đỏ thôi đấy. Đấy, còn phải điểm những hợp kích vàng các kiểu thì nó khác biệt lắm. À, Trương Phi, à, Quang Vũ và Lưu Bị nè anh em. Khi là thời niên thiếu à, nhìn khá là trẻ luôn em ơi. Đấy, anh em thấy các skill đẹp chưa? Rồi đây là skill nha anh em, đây là độ nè. Ui, kết hợp skill nè anh em ơi. Đây là skill của ba anh em Lưu Quang Trương. Mẹ là bút máu này. Ui, ôi cả bút máu mà cũng đẹp nữa anh em à. Được á. Skill này giỡn với chúng tôi. Đẩy. Về chưa? À, như anh em thấy thì các skill này thì nó sẽ tích bằng những cái ngọc màu xanh ở dưới này. Khi đủ ngọc và đủ nộ thì anh em sẽ lít vào cái ngọc này và nó sẽ chơi từ skill kết hợp. Wow, ôi trời ơi, đẹp thế nhờ. Không có điểm nào để mà chơi được hết. Thiếu Niên Ba Quy sắp ra mắt.